Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Duyên Bùi Realty. Trong video ngày hôm nay, Duyên xin mời mọi người trở lại thành phố mới Bình Dương để tham quan tiến độ mới nhất tháng 6 năm 2024 của dự án Sycamore do chủ đầu tư Capitaland phát triển. Thông tin review chi tiết về dự án Sycamore cũng như là phân khu nhà ở thấp tầng đầu tiên The Orchard Duyên đã có clip. Nếu anh chị chưa xem có thể xem lại nhé. Trong tháng 6 thì mọi người cũng có thể thấy là Capitaland đã tiến hành xây dựng đào móng và làm tường bao cho 368 căn nhà thấp tầng, khu The Orchard rất là rầm rộ. Sau khi mở bán Lumi Hà Nội quá thành công thì Capitaland đang tập trung cho dự án Sycamore để có thể tổ chức sự kiện mở bán vào tháng 6 này. Theo Duyên quan sát thì hiện tại là công trình đang thi công tất bật cả ngày lẫn đêm để có thể bàn giao vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó thì Duyên thấy chủ đầu tư cũng bắt đầu ươm cây xanh tại dự án. Chắc hẳn là mọi người vẫn còn nhớ là The Orchard là phân khu đầu tiên sở hữu mỗi nhà một cây tại Bình Dương. Anh chị khách hàng cũng có thể yên tâm là đến khi bàn giao nhà thì cây xanh cũng đã lớn rồi nè. Phía Capita cũng chia sẻ là họ sẽ hoàn thành Clubhouse The Canopy trước khi bàn giao để khách hàng có thể trải nghiệm sự khác biệt của phân khu The Orchard so với các dự án khác trong khu vực. Nhắc lại một chút về Sycamore thì đây là dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của Capitaland tại thị trường Việt Nam với vị trí có thể nói là đẹp nhất tại thành phố mới Bình Dương tại giao lộ Võ Văn Kiệt và Hùng Vương, với một bên là giáp Ion và một bên là hồ sinh thái và công viên trung tâm thành phố mới. Thì trong bán kính 2 km từ vị trí dự án có thể dễ dàng kết nối đến các tiện ích lớn của thành phố mới Bình Dương như là sân golf, trung tâm hành chính Bình Dương, khu vực thương mại triển lãm WTC, trường học quốc tế, vân vân. Bên cạnh căn nhà phố mẫu mà Duyên đã có clip review trước đây thì đầu tháng 6 chủ đầu tư cũng vừa khai trương 3 căn nhà mẫu biệt thự nữa, bao gồm là 2 căn full nội thất song lập và đơn lập, và căn còn lại là căn song lập với tiêu chuẩn bàn giao là thô bên trong và hoàn thiện mặt ngoài, để anh chị khách hàng có thể dễ dàng cảm nhận thấy được là chất lượng bàn giao của khu The Orchard sẽ như thế nào. Một điểm ấn tượng khi đến tham quan 3 căn biệt thự này mà Duyên thấy đó là tuy đây chưa phải là dãy nhà gần hồ nhất nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng là không khí trong lành từ công viên cây xanh và hồ bên kia đường rồi. Trước đó thì Capitaland cũng đã triển khai Sale Gallery để khách hàng đến trải nghiệm dự án. Có thể nói là từ lúc bắt đầu triển khai dự án vào tháng 3, 2024 thì Duyên cũng thấy là Capitaland đang thực hiện dự án rất là bài bản và chuyên nghiệp, đúng với tầm vóc của một chủ đầu tư lớn trong lần chào sân ở Bình Dương. Hiện tại chủ đầu tư vẫn đang nhận booking có hoàn lại với số tiền là 300 triệu trên một book và dành rất là nhiều ưu đãi cho khách hàng trong đợt mở bán đầu tiên vào tháng 6 này. Anh chị cần thông tin cũng như là muốn tham quan dự án có thể liên hệ với Mỹ Duyên nhé. Duyên xin cảm ơn và hẹn gặp lại.